Chiều qua mùng 2 tháng 10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác quý 3 năm 2023. Tại buổi họp báo, Bộ Công an đã thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế tham nhũng và một số vấn đề nóng về an ninh trật tự nổi lên trong thời gian gần đây. Theo Bộ Công an, 9 tháng năm 2023, tình hình trật tự xã hội ổn định, không có diễn biến đột xuất bất ngờ. Riêng quý 3 năm 2023, lực lượng công an toàn quốc đã điều tra, khám phá hơn 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội với hơn 19.600 đối tượng, triệt phá 23 băng nhóm tội phạm, nổi lên 3 loại tội phạm có diễn biến phức tạp khác với các năm trước, đó là tội phạm như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là các vụ cướp ngân hàng, cướp các cửa hàng vàng bạc, bắt cóc chiếm đoạt tài sản liên tiếp xảy ra gần đây. Các băng nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Cơ bản ở đây là những cái băng nhóm này đã được lực lượng cảnh sát hình sự, công an các đơn vị địa phương rà soát dựng và quản lý và xác lập chuyên án đấu tranh và tập trung nhiều là các cái băng nhóm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Cái thứ hai là một số cái băng nhóm hoạt động về tín dụng đen cũng sử dụng các cái app cho vay, cũng sử dụng cái công nghệ cao để cho vay. Cái thứ ba là một số các băng nhóm liên quan đến vận chuyển, mua bán, tàng trữ sản xuất vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ án tập đoàn Tân Hoàng Minh, Bộ Công an cho biết Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 6.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra, số tiền này đã được cơ quan điều tra thu đủ. Bộ Công an lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố xét xử vụ án để đảm bảo quyền lợi. Theo quy định của pháp luật đấy, thì đây là cái vật chứng của vụ án và phải được đem ra là đưa ra xét xử khi tòa án tuyên bố và kết luận là Tân Hoàng Minh lừa đảo, thì theo quy định của cái bộ luật tố tụng hình sự điều 116 thì cái tang vật này, cái tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. Tôi tin rằng là chắc chắn là cái người nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền này. Cũng tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng như công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động đấu giá biển số và những vấn đề về công tác công an được Bộ Công an quan tâm trả lời. Nhờ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công tác lớn, trọng tâm, nhiều mặt công tác đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân, an ninh an toàn được đảm bảo.